khỏi lại. Bật tí đèn lên vào. Ồ, sao? Xin lỗi anh em nhá. Đang khỏe nhạc quên mất. Đang ngồi đợi xong tự nhiên bấm máy lúc nào rồi không nhớ. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu laptop đến từ Acer. Đây là Acer Aspire 5. Đó, ok. Thì mình sẽ nói rất nhanh trong video này thôi. Thì đầu tiên về phần mặt lưng, đây là mặt lưng từ kim loại. Uầy, mát thật sự luôn. Mùa hè sắp đến rồi. Mùa hè như kiểu anh em kiểu lấy laptop ra trước khi sử dụng, sờ tay lên đây. Uầy, nó mát rồi. Mà chỉ có một điều, nó sẽ in dấu vân tay nhá. Rồi khi mở máy ra thì đầu tiên nó là phần bản lề được theo mình cảm giác nó rất chắc chắn, mặc dù anh em vẫn cần hai tay để có thể mở được mẫu laptop này lên. Ngoài ra thì các phần khác như kiểu mặt D, mặt C và cuối cùng là mặt D thì nó vẫn được làm từ nhựa thôi, để đảm bảo cho mức giá của sản phẩm này rẻ nhất. Mức giá của sản phẩm này theo mình nhớ là khoảng là hơn 12 triệu thôi. Thì cái cảm giác khi mình sử dụng mẫu laptop này như thế nào? Đầu tiên mình sẽ nói về phần bàn phím. Thì phím cho cảm giác kiểu độ này rất tốt này, khoảng cách giữa các phím hợp lý. Tuy nhiên thì chỉnh phím nó sẽ hơi nông một chút. Cái này thì do cảm giác bấm mỗi người thôi, thì mình sẽ chỉ nói nhanh cho anh em để anh em có thể có cái nhìn trực quan nhất. Còn trackpad thì sao? Trackpad thì được phủ kính. Theo mình thấy hình như đây được phủ kính đấy, cảm giác gì mượt mà. Tuy nhiên nếu anh em là một người hay ra mồ hôi tay giống mình ấy thì đôi khi nó sẽ cảm thấy hơi rít một chút. Về phần màn hình thì sao? Thì cạnh viền hai bên theo mình đánh giá là trong 2020 nó vẫn mỏng đấy, trên dưới nó hơi dày một chút nhưng vẫn được trang bị webcam. Kiểu mỏng quá mất webcam thì thực sự là hơi buồn. Màn hình sẽ có kích thước là 14 inch, độ phân giải Full HD và đây là tấm nền IPS, tức là anh em hoàn toàn có góc nhìn rất tốt này, kiểu làm việc này, chơi game này hay giải trí đều ok. Ngoài ra nếu như anh em muốn làm đồ họa trên cái mẫu laptop này ấy, thì mẫu màn hình này vẫn có thể đáp ứng được ở mức cơ bản. Rồi ok, để mình check lại cấu hình đã. Anh em biết không, các CPU thế hệ 10 của Intel cho laptop có đánh số một cười cực. Đây để mình đọc cho anh em nhé. Core i3-1005G1 thì đây là mẫu CPU có 2x4 luồng, xung nhịp tối đa có thể đạt được là 3.4GHz. Và mẫu laptop này có được trang bị sẵn 4GB RAM và 256GB SSD. Tức là đây là một cấu hình rất cơ bản. Nếu như anh em muốn một kiểu nó mạnh mẽ hơn một chút ấy, kiểu dùng nó thoải mái và đa nhiệm tốt hơn, thì mình khuyên nên nâng thêm một thanh RAM 4GB nữa, tối thiểu sẽ là một thanh RAM 4GB. Hoặc có điều kiện hơn thì có thể trang bị thêm một thanh RAM 8GB cũng được. Thì đây là mỗi người đây, túi tiền của mỗi người mà. Còn thời lượng pin thì sao? Thời lượng pin theo như mình cảm nhận được khi sử dụng mẫu laptop này thì nó sẽ rơi khoảng độ từ 4 đến 5 tiếng thì sẽ được gọi là nửa buổi làm việc. Thì khi anh em ra ngoài làm việc mình nghĩ nên mang theo một cục sạc thì nó vẫn kiểu hợp lý hơn, kiểu khi sử dụng nó cũng kiểu không phải sợ kiểu ui mà ra ngoài dùng hết pin, đối tác lại bảo show cho mình xem này, không anh từ từ đã, để em về em chạy về em lấy sạc mà em hết pin rồi. Buồn cười lắm. Rồi cuối cùng mình sẽ nói về phần cổng kết nối. Cổng kết nối trên mẫu laptop này rất nhiều, khi hầu như sẽ tập trung ở bên cạnh trái, cạnh phải duy nhất một cổng USB Type-A thôi. Còn bên cạnh trái như anh em nhìn thấy sẽ có hai cổng USB Type-A, một cổng Type-C, một cổng HDMI và một cổng mạng LAN RJ45 dạng ngàm. Và nếu như anh em quan tâm đến những cái sản phẩm laptop của Acer thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Còn mức giá của mẫu laptop này sẽ rơi khoảng độ hơn 12 triệu và gần 13 triệu. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. À và đừng quên một điều, ở thời điểm hiện tại ấy, thì chúng mình sẽ hỗ trợ trả góp 0% khi anh em mua mẫu laptop này, chúng mình hỗ trợ hết và hàng khác giá không đổi. Bye bye anh em.